đang test cho các bác nghe cặp loa B3. B3 nó là thương hiệu của Đức các bác nhé. Lần này test là em đã mở hết cả hai căng của cái đôi này ra để các bác ngắm. Con B3 này nó là dòng loa trứng nha, anh em hay gọi là loa trứng nhé. Loa trứng bởi vì hình nó như quả trứng ấy. Nó rất là to đấy các bạn. Bát nó là bát 25. Bề ngang của nó phải hơn 60 cm, hơn 3 găng tay của em mà. Đấy, dòng B3 này là thương hiệu của Đức nhé, sản xuất tại Trung Quốc, hàng bãi. Cái này trên thị trường bây giờ nó có cả loại hàng mới các bác nhé. Đấy, đây là hàng bãi thì nó chất hơn rất là nhiều. Hàng mới nó là hàng fake, còn hàng bãi là hàng công ty. Anh em phải rất là chú ý đến cái vấn đề đấy nhé. Tại sao hàng mới cứng, đập hộp mà lại rẻ hơn hàng bãi? Đấy là lý do, bởi vì cái hàng mới đập hộp đấy, thường thì nó là hàng fake. Và đương nhiên là tiền nào của đấy rồi. Còn đây là hàng bãi, hàng công ty chính hãng của nó. Thì B3 này người ta đặt hãng, tức là công hãng của thương hiệu của Đức. Người ta đặt cái nhà máy ở bên Trung Quốc để người ta sản xuất. Người ta lại xuất ngược về thị trường Đức. Đây là dòng loa hát karaoke rất là hay. Hoặc là anh em làm bổ trợ lời, hoặc là làm những cái phòng thu giảng âm, rồi những cái phòng hội trường anh em treo giải ra rất là hay luôn. Hát karaoke rất là hay lực. Con này anh em có thể phối được với những dòng như Omni Jaguar em đang ghép, hoặc những cái dòng đẩy crowd, hoặc những dòng Omni. Tóm lại là chơi rất là đa năng. Một thùng của nó 3 loa nhé. Em sẽ cho các bác xem cái thông số của nó. Cái cặp này thông số của nó ghi khá là đầy đủ đằng sau đây. Cặp này thì anh em nên treo nó lên nhé. Đây là thông số của nó. Con này nặng 9 cân, 90 decibel. Đấy. Công suất 150W, 8 ohm. Vỏ đằng này nó bằng màu trắng, nhìn rất là đẹp. Cái căng này nó là căng màu bọc đô. Đây là căng zin nhé, có phần tùy anh em, ví dụ nó mà sách căng đó thì anh em có thể biến tướng nó thành rất là nhiều màu khác nhau. Bởi vì cái dáng của cái loa này ấy, thì nó có thể các bác cho, tức là các bác sáng tạo được rất là nhiều màu. Nó phối cùng với cái màu trắng này rất là đẹp này. Và đặc biệt anh em nào mà có quán cà phê mà vip lắp những cái đôi này vào rất là hay luôn. Cũng giới thiệu luôn là định danh cái bộ này em vừa ghép nhé. Thì cả bộ thì nó rơi vào khoảng tầm độ 7,5 triệu. 7,5 triệu cả bộ, cả âm ly và cả loa. Đấy, một bộ như thế các bác vừa nghe lúc đầu đấy. Tí nữa em sẽ alo cho các bác nghe thử. Giọng em rất là chán, em không hát được. Tí em alo thử cho các bác nghe cái vang dân nhại của con này. Con này là âm ly liên doanh các bác nhé. Tại sao nó rẻ thế? Còn bây giờ một con 203N bãi hàng xịn, 203N bãi hàng xịn, hàng gầy nhé, núm béo bằng liền đi, thì riêng con âm ly không thì các bác mua nếu mà hàng đẹp nó phải trên dưới 10 triệu rồi, chứ không có giá 7,5 triệu mà lại cả đôi loa này đâu. Còn nếu mà loa này không thì nó tùy các bác nhé, 5,5 triệu, 5,9 triệu hoặc trên dưới 6 triệu, nó tùy đôi đấy, để các bác nắm được giá, các bác cân đối tài chính. Đấy, căng của nó đây. Mở căng ra thì nó như này. Đấy. Căng nó bằng nhựa, nhìn rất là chất, sắc nét. Đấy, một chiếc B3 này. Thực ra mình đọc là B nhưng cái này nó là ký hiệu của beta đấy. Anh em là học toán học các thứ này. Đây là beta 3. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì anh em cứ hay gọi là loa B3. Thì có anh em gọi là loa trứng. Nhưng mà thực chất của nó là beta. Đấy là cái ký hiệu beta. Đây là một cấu hình, và anh em nào mà mua luôn cấu hình này em sẽ để giá là 7,5 triệu. 7,5 triệu nha các bạn nhé. Đấy. Em đang cắm nhạc từ trên đấy đấy, trên máy tính đấy. Em thử alo rồi một đoạn để các bác nghe thử nhé, xem vang biết con này như nào nhé. Alo,
từ cái này là gì? Loa thì loa xịn, nhưng âm ly thì âm ly li doanh, để xem chất âm như thế nào. Và qua cái clip này thì em muốn nói là bác là trong cuộc già thì cái loa là cái quan trọng nhất. Nó vẫn có cái tỷ lệ quan trọng nhất so với âm ly. Cấu thành của một bộ già là nhiều yếu tố này, loa này, âm ly này, nguồn phát thì có thể là đầu CD, máy tính, điện thoại, hay là những cái dòng kiểu iPad, nhiều cái. Rồi một cái nữa, đấy là phần dây dẫn, rồi nguồn, tất cả những cái cấu thành của một bộ già. Và cái gọi là để mà đánh tỷ lệ cao nhất trong một bộ già hay là đầu tiên là loa, xong rồi đến âm ly, xong rồi đến nguồn phát, xong rồi đến dây dẫn. Đấy, nó sắp xếp theo cái tư thế như vậy. Đấy, các bác nghe thử vang của nó đấy, rất là hay. Loa thì cực kỳ đẹp luôn, nó là màng sần này. Con này thì anh em nhìn qua ấy, thì nó nhìn ở ngoài này thì nó nhìn nó rất là to, nó bề thế đấy. Bề ngang của nó còn nhỉnh hơn cả 450. Bây giờ em không có 450 và 450 em cũng không ít khi làm. Nó ví dụ đây như V21 này, nó còn to hơn cả V21 luôn của PN. Bát 25 rốn sần rất là đẹp, hàng bã nhìn nó chất lắm. Sơ qua như vậy nhé, bộ này như vậy. Bây giờ em sẽ mở thêm một đoạn nhạc đi, đoạn nhạc cho các bác nghe thử xem cái bộ này nó như nào. Em vẫn sẽ đánh nhạc trên mạng thôi, em sẽ làm một bài để các bác nghe thử, bài quen thuộc. Anh em nào có nhu cầu thì alo nhé. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều các clip hữu ích cho các bác. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa. Hôm nay thêm cái là đánh đẩy nhé, rất là hay, chiều đó tốt cực kỳ luôn. Tôi một người đi qua, em để ý em chỉnh âm phải dừng chân nghe tầm này thôi, chung tầm này thôi, tép tầm này, bát tầm này. Và đương nhiên tùy vào bài nữa, con này là có bài nữa. Là dòng sông nước trong xanh, bài tình ca của em là vời đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nắng ở đây nhớ những quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mưa chiều dì dào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, và cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về mùa. Đêm ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp. Chiều rưỡi cho bộ này anh em nhé, anh em lưu số vào. Mà cần những cái bộ nó đắt hơn thì vẫn ok nhé, bên em thì rất là nhiều hàng. Anh em mà muốn loa B3 này mà đánh với những âm ly đắt tiền hơn thì cứ vào. Đấy, có nhiều cái mức giá khác nhau để anh em có thể chơi với cái bộ này, với cái đôi loa B3 này. Đây, ví dụ ghép những cái âm ly này, các bác muốn hát các bác thêm một vang, hoặc là ghép cục đẩy thêm vang cũng được. Đây, đẩy em để đằng sau này. Đấy, những cái dòng đấy thì các bác chơi được hết với dòng B3 nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.